Cô nói là mấy hôm nay bố đang cách ly ở đây. Bố bị Covid nhỉ? Thì bố thấy tình cảm gia đình như nào? Bố quay cái gì đấy? Đây là tài liệu gia đình ạ. Tài liệu gia đình? Ừ. Đây là khoảng cách xa xa, với cả là tôi thử là âm tính lần một thì tôi mới cho không quay, không đeo khẩu trang với nhau Bi nhá. Vâng. Giờ mình nên nói hoặc không nói, hoặc nên nói chẳng biết sao bây giờ. Hỏi lại câu hỏi. Hỏi lại câu hỏi. Mấy cái hôm nay bố đang cách ly vì Covid như này thì bố cảm thấy tình cảm gia đình như nào? Rất tuyệt vời. Cảm thấy tình cảm gia đình là rất gần gũi, rất thân thương. Bố cảm thấy nó yên ấm đến lạ thường. Nói chung là gia đình mình rất đoàn kết. Bố nghĩ là nhà mình không phát ra tiếng nước to là sao đâu. Đây là cái này Minh ơi, con nhớ nữa đây này. Nhớ nhá. Cái này là nguyên tắc hàng đầu của đàn ông trong gia đình nhá. Không ạ. Để cho gia đình không phát ra tiếng động to. Nhất định là vợ đưa gì ăn đấy. Vợ đưa thuốc nào là uống thuốc đấy. Vâng. Bảo gì nghe đấy. Gì đấy? Mẹ biết bố vừa nói gì không? Nói gì? Bố bảo là mới nhà đây bố bị cách ly bố Covid và cả nhà yên ấm hơn hẳn. Yên rồi. Ê, mẹ biết bố bảo là lý do vì sao? Dạ. Bố bảo là một người đàn ông thì muốn gia đình yên ấm, đừng có liên quan gì đến vợ ấy. Đừng có liên quan gì đến vợ. Mama need you, money I choose. Two hours later. Alo. Alo, gì mà đâu? Không nhận. Em không máy cơm cho anh à? Quá 2 tiếng rồi, trời tối om mòm rồi. Anh tự lo, anh không liên quan đến anh ạ. Là như nào? Từ bây giờ là tôi không liên quan đến anh. Anh tự lo cơm nước. Sao tự nhiên mày nói thế? Này anh đừng đợi, tôi không biết nhá. Vợ bảo gì nghe đấy. Muốn gia đình yên ấm, đừng có liên quan gì đến vợ hết. Từ bây giờ là tôi không liên quan đến anh. Này anh đừng đợi, tôi không biết nhá. Vì nói hết rồi. Ý ơi. Mãi sau về mặt chú.